Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Hồn ma diễn điện, chương 6. Biệt thự của Vera ở trên đỉnh đồi, tứ phía là tường cao bao bọc. Hai người đứng lên vai nhau cũng không nhìn được vào trong. Từ cổng vào đến mặt tiền nhà, khoảng 300 thước. Bọn vệ sĩ nhảy xuống trước, húm núm mở cửa. Văn Bình đặt chân lên một tấm thảm ni lông đỏ. Một quản gia người Trung Hoa, mặc dạ phục trắng, nơ đen, khom lưng chào chàng, rồi dẫn chàng vào salon. Văn Bình choáng mắt trước vẻ sang trọng khác thường của căn phòng khách. Bàn ghế hai màu đen và trắng, lợp bằng lông chinchilla, một loại lông ngự hàn, chỉ thua lông báo nước về giá tiền. Chàng định ngồi xuống, thì gã quản gia đã vòng tay cúi đầu. Thưa bà Vera mời quý khách lên phòng ngủ. Tai Văn Bình bị ù hẳn, không lẽ chàng nghe lầm. Gã quản gia nói từng tiếng rõ rệt và sang sảng. Thưa bà Vera mời quý khách lên phòng ngủ. Nàng mời chàng lên phòng làm gì? Chàng đến đây vì công việc, vì chồng nàng bị mất tích, không phải đến thăm viếng và du hí, trừ khi nàng mắc bệnh đa tình. Văn Bình rùng mình, kỷ niệm với cô gái diễn yếu mạng ngày xưa luôn luôn vương vấn trong trí chàng và biến thành thùng nước đá dội lặn vào những tình cảm nóng bỏng đang dâng lên cuồn cuộn từ khi chàng bước chân vào động đào kỳ diệu. Cầu thang lót đá trắng rộng thênh thang, tưởng như có thể làm sân golf trên mỗi bậc bước. Hành lang trên lầu được lót thảm bằng ni lông đỏ, như dưới nhà, loại thảm dát kim tuyến này được dệt tay tại Vọng Các, giá tiền hơn $100 một mét vuông. Văn Bình đi xuyên qua hai căn phòng lớn, không có đồ đạc. Bốn bức tường đều bằng gương, đèn sáng lờ mờ huyền ảo. Gã quản gia đưa chàng đến một cánh cửa nhỏ thì đứng lại. Trong loáng mắt, gã biến đầu mất. Nhưng cửa phòng đã mở ra như có người ở phía sau chờ sẵn. Và có biệt tài nghe được hơi thở dồn dập của chàng qua lớp cửa gỗ bất khả xâm phạm. Văn Bình có cảm giác như lạc vào khu nhất dạ đế vương của thiên đường dạ lạc Hồng Kông. Trong phòng tối om, ngoại trừ một ngọn đèn ở góc, ngọn đèn dầu lạc cố hữu của xã hội phù dung tiên tử. Nhưng trước hết, chàng phải để ý tới một cô gái nhỏ nhắn khá đẹp. Theo tiêu chuẩn nhan sắc địa phương, thì nàng đáng được liệt vào hàng Á hậu. Mặc dù người sành điệu quốc tế như Văn Bình chỉ có thể hạ phê khá đẹp mà thôi. Tuy nhiên, làn da bánh mật thiếu gợi cảm và khuôn mặt kém nhanh nhẹn của nàng đã được đền bù lại bằng một thân hình như tượng nặng. Văn Bình nhận ra sự tương phản này rất dễ dàng. Vì lẽ giản dị, nàng chỉ mặc một cái áo ngủ bằng voan móng duy nhất. Loại áo này được may gần khít người, nên mọi báu vật trên người nàng được triển lãm đầy đủ, còn rõ hơn là bày trong tủ kính dưới ánh đèn sáng quắc. Nàng nghiêng đầu chào, rồi quỳ xuống ra hiệu cho chàng kê chân lên một cái bục thấp để nàng cởi giày. Văn Bình lắc đầu đáp lại cái mời mọc của nàng. Chàng đến đây để gặp Vera bàn công việc hệ trọng. Văn Bình nhắc lại trong đầu câu nói đã thốt ở dưới nhà. Mình đến đây không phải để thưởng thức tấn trò nhất dạ đế vương. Nhưng cô gái không quan tâm tới sự phản đối của chàng. Nàng ngoan ngoãn tháo giày cho chàng và dắt tay chàng lại góc phòng. Mâm đèn á phiện được đặt ngay ngắn trên tấm nệm mút dày 2 tấc. Nàng nằm xuống nghiêng người đối diện với chàng. Chàng có thể chiêm ngưỡng tất cả những cái cần chiêm ngưỡng. Ngực nàng nhỏ nhưng tròn trịa và sung sức. Bụng cũng nhỏ và không một nếp nhăn, dầu là một nếp nhăn li ti, nghĩa là cô gái mới bước vào đời. Vả lại, mặt nàng còn non, có lẽ chỉ chừng 15-16 tuổi. Nàng nướng thuốc lèo xèo trên ngọn lửa vê thật tròn, nhồi gọn vào tẩu. Một cái tẩu bằng ngà bịt vàng ở đầu chạm hình lưỡng long triều nguyệt, rồi âu yếm bưng tận miệng cho chàng. Từng hoạt động trong các quốc gia Tây Bắc, Đông Dương, giáp giới Hoa Nam, Văn Bình đã quen với truyền thống tiếp khách bằng á phiện. Những lần lưu lạc tới đất Vân Nam, Thái Mèo, Đông Lào, Bắc Thái, chàng đã hút no nê và hút nhiều loại á phiện khác nhau. Cũng như rượu whisky, chàng hút không bao giờ say, nhiều đêm hút từ chập tối đến sáng nhưng vẫn tỉnh khô. Tuy nhiên, chàng không kháng khít với ả phù dung lắm. Nhiều khi chàng còn ghét cay ghét đắng. Văn Bình khoác tay từ chối, nhưng cô gái vẫn mỉm cười, rồi cầm ống tẩu kéo một hơi dài giòn tan. Nàng phà khói thuốc lên trần nhà, đoạn ngồi dậy, bưng khay rượu lại cho Văn Bình. Nàng rót vào ly pha lê cho chàng một thứ rượu màu vàng nhạt. Tưởng whisky, chàng bưng lên uống,
vị ngọt làm chàng rợn người. Chàng chỉ chiêu một hớp nhỏ rồi hạ ly xuống. Đây là rượu gì thế? Cô gái không đáp, rút dưới khay ra tấm danh thiếp in chữ vàng. Vera trân trọng mời khách và dòng chữ viết tay bay bướm. Cocktail bằng rượu vàng Madeira trộn với 2 viên đường trắng và 4 giọt rượu Curacao. Văn Bình vụt hiểu, cách đây không lâu lạc vào một hộp đêm bí mật ở New York, chàng đã uống loại cocktail đặc biệt này, đó là loại dọn đường cho khách mở khóa độc đáo. Chàng đang bối rối thì cô gái lại lấy ra một tờ giấy đánh máy gấp đôi và đưa cho chàng. Bên trên có dòng chữ như sau: Vera trân trọng mời khách, và phía dưới viết rằng: Nếu quý khách muốn dùng rượu đặc biệt, Vera xin giới thiệu một số cocktail quốc tế rất được hâm mộ. Quý khách chỉ cần vỗ tay một tiếng là có gia nhân bưng tới. Thiên Thai Tử, rượu vàng Ý Đại Lợi pha với gừng, quế trì, vỏ cây đại hoàng và bột vani. Cara Vô Tình, rượu chế bằng ruột cây cava ở Nam Dương, tán nhỏ và rót trong gáo dừa. Hay là Pháp Quốc Tình Tử, trong trường hợp quý khách là môn đệ trung thành của chủ nghĩa tiết chế, Vera cũng hân hạnh được giới thiệu một số rượu thuốc bột và thuốc cao bí truyền được dùng trong các tu viện và trong các môn phái luyện công ở Trung Hoa và Ấn Độ. Rượu lá liễu, rượu hoa màu gà, rượu hoa củ súng, rượu độc cần, rượu long não. Văn Bình lấy tay dụi mắt. Những hàng chữ đánh máy màu đen vẫn rần rần trên mảnh giấy, không phải là mộng mị. Roy cho biết Vera là người đàn bà lạ lùng, song Văn Bình không ngờ nàng lại lạ lùng đến thế. Chàng bèn trả tờ giấy cho cô gái mặc áo voan mỏng dính, kèm theo cái lắc đầu tỉnh khô. Cảm ơn, tôi không muốn uống gì cả, tôi chỉ muốn gặp Vera. Cô gái mỉm cười cúi xuống bấm đèn thuốc phiện. Mùi dầu lạc cháy, mùi nha phiến, mùi tóc sức hương hoa rừng của cô gái diễn tạo cho nàng một sức quyến rũ kỳ ảo. Tuy nhiên Văn Bình vẫn giữ tiếp tục vẻ mặt bình thản. Chàng nắm vai nàng kéo dậy. Vera đâu? Tôi cần gặp Vera ngay. Nàng gỡ tay chàng ra rồi đứng lên với cặp mắt ngơ ngác. Đèn trong phòng bỗng sáng rực. Một chuỗi cười lanh lảnh cất lên sau lưng Văn Bình. Tiếng cười tự tin của nữ tỷ phú Vera. Văn Bình cảm thấy choáng váng. Về nhan sắc, Vera không thuộc loại siêu quần bạc tụy. Nhưng về nghệ thuật biểu diễn đường cong núi lửa, thì trên địa cầu rất ít phụ nữ có thể bén gót nàng. Nàng phục sức giản dị, từ đầu đến chân toàn đồ trắng. Y phục của nàng không theo thời trang lõa lồ hay hở ngực sống sượng, hoặc áo chữ V quá sâu gần tới bụng, hoặc vải voan dưới bóng dâm đãng. Bộ quần áo trắng của nàng dài đến bàn tay và bàn chân, phủ kín cơ thể, chỉ chừa cái cổ cao và trắng. Song sự kín đáo này chỉ có tính chất giả tạo, vì y phục của nàng là đồ chẽn, chẽn hơn blue jean của Tây Phương, chẽn hơn quần áo thun chẽn của võ sư trên sân khấu ca nhạc. Quần áo nàng dán chặt vào người như thể làm bằng cao su, một loại cao su riêng, tôn giá trị của bộ ngực nở nang, của bờ vai thun tròn trịa, của cái eo nhỏ xíu và làn mông cũng tròn trịa, của cặp giò dài cân đối như vừa ra khỏi xưởng nặn của đệ nhất điêu khắc gia Hoàn Vũ. Vera nở nụ cười hé lộ hàm răng ngà ngọc, thoang thoảng mùi thơm của hơi thở dịu dàng. Chào anh. Chết rồi, nàng đã xuồng xã gọi chàng bằng anh. Chàng chỉ cần nghiêng đầu, mỉm cười, rồi cầm bàn tay nàng hôn đúng theo kiểu cách là nàng sẽ lim dim cặp mắt, sẵn sàng đợi chàng tấn công chớp nhoáng rồi ngã vào lòng chàng. Xong chàng chỉ phản ứng lại một cách nghiêm trang. Không dám, tôi là Mohan. Lẽ ra chàng nói, không dám, chào bà, tôi là Mohan. Nhưng cái nhìn soi mói của nàng đã bắt chàng nghẹn lời, mặc dầu chàng ít khi nghẹn lời trước đàn bà xa lạ. Vera ngồi xuống đi văng, rồi chỉ ghế salon đối diện mời chàng. Anh đừng chấp gia nhân của tôi. Cô gái này không thể tiếp chuyện với anh vì cô ta bị cầm. Bị cầm từ hồi lọt lòng mẹ. Văn Bình há miệng chưa kịp phát biểu ý kiến thì nàng đã chặn ngang. Tôi biết là anh sắp sửa phản đối. Nếu vậy thì anh lầm to. Anh là thượng khách nên tôi mới sai cô gái cầm nghiên tiếp. Hẳn anh không lạ gì cách đãi đằng của dân chúng Vân Nam, Ai Lào hoặc ở đây. Thường thường là bên mâm đèn. Tôi lại là người Mã Lai, sinh trường ở Trung Hoa. Những nước có truyền thống trọng khách. Không giấu gì anh, gia đình tôi sống dọc biên giới Mông Cổ. Quen với núi cao leo trèo quanh năm như người chạy dưới đất bằng nên có sức khỏe bền bỉ. Người dân tỉnh tôi lại có một tục lệ đãi khách đặc biệt, gần giống như bộ lạc Eskimo ở Bắc Cực. Anh chắc đã có dịp làm quen với đàn bà con gái Eskimo phải không? Văn Bình đã lê gót tới hàng cùng ngõ hẻm của trái đất nên không thể không biết vùng Bắc Cực. Chàng đã từng phiêu bạt tới xứ băng lạnh này nhiều lần, hoặc vì hoạt động nghề nghiệp điệp báo,
hoặc là để tham dự cuộc đua xe chó trượt băng. Nhân một cuộc đua kỳ lạ, Văn Bình đã làm quen với phong tục đãi khách địa phương. Chuyện này xảy ra đã từ lâu, mà chàng tưởng như mới một vài tuần qua. Chàng cứu thoát một thanh niên suýt bị chó sói ăn thịt, nên dân làng mời chàng tới thăm. Lần đầu được bộ lạc Eskimo coi là thượng khách, Văn Bình có cảm tưởng như lạc vào động tiên. Mặc dầu động tiên của họ chỉ là những ngôi nhà bằng đất phủ cỏ tròn như cái niêu đất úp ngược, bên ngoài là những tảng băng và tuyết. Sau khi chui qua một lối đi thấp và hẹp, Văn Bình bước vào một gian phòng khá rộng thắp toàn đèn dầu. Toàn thể gia đình đều ở chung với nhau trong căn phòng duy nhất này. Như thường lệ, chàng được mời ăn bữa cơm thịnh soạn gồm cá hồi phơi khô, mỡ cá voi, thịt nai biển và uống trà nóng đặc xịt. Bảy con gái trong nhà xả đến bên chàng, nhưng sau cùng cô lớn nhất ở lại. Chàng chưa kịp cởi giày thì nàng đã cầm lấy, dũ trải sạch sẽ và treo lên mắt. Khi chàng hút thuốc lá ra cuốn, thì nàng lấy một cái dĩa nhỏ đặt trước mặt cho chàng đựng tàn và rồi ngồi luôn dưới chân chàng trò chuyện đến đêm. Mọi người lục tục đi ngủ, ngọn đèn duy nhất tắt phụt. Văn Bình ngã lưng xuống giường và chạm phải da thịt cô gái. Chàng giật mình hoảng sợ, mang danh là thượng khách mà lại tỏ tí với con gái chủ nhân ngay trong nhà. Cho dù đó không phải là lỗi tại chàng, chàng có thể bị dân Eskimo làm thịt, lấy mỡ thắp đèn, lột da làm áo, như họ đã làm với những con hải cẩu. Chàng bèn lên tiếng. Ai đây? Cô gái rúc vào nách chàng. Em. Cô không có giường ngủ à? Có chứ. Thế tại sao cô lại nằm đây? Vì đây là giường của em. Xin lỗi, tôi bị lầm giường. Phiền cô thắp đèn để tôi tìm giường khác. Nhà hết giường rồi, vả lại đêm nay em phải nằm chung với anh. Sao thế? Cô còn nhỏ quá. Anh đừng khinh em. Con gái 10 tuổi trở xuống thường nằm chung với bố mẹ. Năm nay em đã 18. Con gái 18 chỉ có thể nằm chung với con gái hoặc đàn ông cùng tuổi. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Thế thì nằm xích lại đây. Em lặn đến chết cống rồi. Nhưng tôi sợ lắm. Sợ gì? Em đã biết rồi. Mấy cô em của em trẻ hơn nhiều, lại xinh đẹp hơn nữa, phải không? Không. Em rất trẻ, xinh đẹp. Tôi chỉ sợ là gia đình biết chuyện. Ồ, không sao. Đây là phong tục của Eskimo. Chủ nhà phải dâng hiến cho khách những cái gì mình quý nhất. Văn Bình bèn nói dối. Nhưng tôi đã có gia đình. Thì nàng nắm lấy tay chàng. Vợ anh ở xa, hàng ngàn hàng vạn dặm đường, còn em đang ở bên anh. Đêm nay trời lại lạnh kinh khủng. Nào, anh đã chấp thuận chưa? Mời anh nằm xuống và đắp chung mền với em. Trong thời gian anh ở đây, em là của anh, hoàn toàn thuộc về anh. Không người con gái nào dám héo lánh tới anh cả. Nhờ địch mạng, Văn Bình đã nếm mùi ái tình bắc cực. Suốt đời chàng vẫn nhớ. Nghe Vera hỏi, chàng ngập ngừng một giây, định trả lời là chưa. Nhưng Vera đã đọc rõ tư tưởng của chàng. Tôi không tin rằng tình báo CIA và MI6 phái tới ngưỡng quang một nhân viên trung cấp quanh năm rú rú trong văn phòng với đống hồ sơ bám bụi và mạng nhện. Vả lại, chỉ cần nhìn anh tôi cũng biết anh là kẻ đi nhiều. Chắc anh đã biết phong tục đãi khách của bộ lạc Eskimo. Đồng bào tôi còn đãi khách nồng nàn hơn cả bộ lạc Eskimo nữa. Văn Bình cười nửa miệng, chế nhạo. Chỉ tiếc là cô gái bị cấm khẩu. Mặt Vera trở nên nghiêm nghị như thể cô giáo răn dạy học sinh rắn mắt. Tôi không ngờ anh lại hời hợt đến thế. Theo luật thừa trừ của tạo hóa, những người tật nguyền, nhất là đàn bà, thường sung mãn hơn trên tình trường. Cũng vì vậy mà một số vua chúa ở Ba Tư và Ấn Độ đã tuyển nạp công nữ tật nguyền như cầm điếc, mù què cụt. Ngày nay người ta cho rằng Tây Phương tiến xa hơn Đông Phương trong kỹ thuật yêu đương, nhưng sự thật lại khác hẳn. Có lẽ anh cần phải tham khảo một số sách vở. Tôi sẵn sàng biếu ảnh một cuốn Kama Sutra. Sự thản nhiên của Vera làm Văn Bình rợn tóc gáy. Là điệp viên lọc lõi nhiều năm lăn lộn trong bóng tối, chàng không lạ gì Kama Sutra, cẩm nang ái ân nổi tiếng từ thượng cổ trên thế giới. Tuy nhiên chàng phải lấy làm lạ khi nghe tận miệng một thiếu phụ quý phái và kiều diễm như Vera nhắc đến những bộ sách cấm ấy. Vera là ai? Là nữ quỷ Satan, là con hồ ly tinh chuyên rút gan ruột đàn ông dại gái trong lưu trai trí dị, hay Vera không còn là đàn bà nữa, hay Vera chỉ là nhà khoa học thuần túy? Chàng bèn cao giọng, thưa bà. Vera cướp lời. Yêu cầu anh ngừng một phút, tôi không thích được gọi bằng bà, xin anh kêu tôi là Vera, cũng như tôi vẫn thân mật gọi anh bằng anh. Văn Bình hơi khó chịu. Vâng, thì Vera, tôi từ xa đến không phải để uống tình tửu hoặc đọc Kama Sutra. Dù tôi có thiện cảm sâu xa với nghệ thuật ái tình, tôi đến đây vì vụ sen hồ. Tôi biết, tôi nhờ anh tìm lại chồng tôi. Anh muốn hoạt động cách nào tùy ý, phí tốn bao nhiêu cũng được. Nghĩa là bà thuê tôi?
Lần thứ hai, tôi cảnh cáo anh, tôi là Vera. Tôi đâu dám nghĩ tới vấn đề thuê anh. Chẳng qua người ta quen tôi. Trong xã hội hoàng kim này, không ai có thể uống nước lã để sống. Vậy thì tôi cam đoan có thể tìm ra san hô với giá 250 triệu đô la. Anh đang nói đùa đấy à? Bà vừa nói là bao nhiêu cũng được. Thế mà tôi ra giá, bà lại kêu mắt. Anh tưởng 250 triệu đô la chỉ là đống giấy lộn sao? Tài sản của tôi chỉ có thế. Bán cả xứ diễn điện này may ra mới đủ số tiền ấy. Tôi biết là anh đang nói đùa hoặc anh bắt đầu điên. Tôi không đùa cũng không điên. Vậy thì anh phải biết 250 triệu đô la là một tài sản rất lớn. Vera lầm rồi. Hàng năm, quốc vương Kuwait đã có lợi tức trên 378 triệu đô la. Tài sản của ông Paul Getty lên tới 1.695 triệu. Riêng tại Hoa Kỳ đã có 5.700 người giàu như bà. Cựu hoàng hậu Hòa Lan đã có hơn 560 triệu. Vera thở dài. Tôi chịu thua anh rồi. Nếu anh không phải là ân nhân tương lai của tôi, và nếu anh không phải là đàn ông khôi ngô khả ái, thì tôi đã mời anh ra khỏi cửa. Văn Bình trả đũa tàn nhẫn. Còn tôi, nếu tôi không nghĩ đến lời giới thiệu của CIA và MI6, thì tôi đã bỏ về từ nãy. Bà giàu hay nghèo, tôi không cần biết. Bình sinh tôi rất ghét tiền, tôi lại ghét đàn bà ý vào tiền. Xin lỗi ông. Bà muốn tôi giúp đỡ, xin bà thẳng thắn trả lời những câu hỏi của tôi. Và từ nay trở đi, hãy cất cái gia tài của bà lại. Nghe chàng đặt điều kiện, nàng không tỏ vẻ giận dữ. Trái lại, ngửa cổ cười khanh khách. Văn Bình dằn giọng. Tại sao bà cười? Vera lại càng cười to thêm. Cử chỉ ngạo mạn của người đàn bà tỷ phú đa tình làm Văn Bình tím mặt. Chàng đập tay xuống, khiến ly rượu vừa rót đổ ụp xuống và nói với giọng hăm dọa. Lần chót, tôi nói cho bà biết. Nếu bà tiếp tục giữ thái độ kênh kiệu này, tôi sẽ cắt đứt công tác và sẽ lên chuyến phi cơ sớm nhất rời diễn điện. Vera vỗ tay. Té ra là tôi lầm. Thiên hạ đồn đãi anh là người đàn ông hào hoa phong nhã nhất châu Á. Bây giờ tôi mới mục kích sự thật, một sự thật quá phũ phàng. Văn Bình bàng hoàng. Ai báo với bà? Vera vẫn cười. Anh hỏi chi tiết làm gì? Tôi biết tên thật của anh là đúng. Thật không ngờ đại tá Văn Bình Z28 lại dễ mất bình tĩnh và nặng lời với phái yếu đến như thế. Trong Thế chiến thứ hai, lái phi cơ trên không phận Âu Châu, Văn Bình từng một lần bị đạn đại bác của địch bắn xối xả vào phòng phi hành, chỉ cách thân thể chàng trong gang tấc. Tiếng đạn nổ bên tai phụ họa với tiếng súng cao xạ từ mặt đất bắn lên như mưa bấc, làm thính giác bị tê dại. Chàng có cảm giác như nhiều quả tạc đạn đang nổ tung trong lục phủ ngũ tạng. Trong phút giây, chàng cứng hẳn người, thần kinh hệ hoàn toàn bất động, mặc dù vẫn nghe thấy, nhìn thấy âm thanh và sự vật chung quanh. Lời nói của Vera vừa tạo ra trong óc Văn Bình cái cảm giác tương tự. Sự sửng sốt hiện ra rõ rệt trong cặp mắt tóe lửa của chàng. Chàng nhìn nàng trân trân, tay chân bại liệt như thể bị trời trồng. Vera đã biết chàng là Z28. Tại sao nàng biết? Ai nói cho nàng biết? Quả Vera là một thiếu phụ đáng sợ. Nàng đã dàn kịch để thử chàng. Tiếng cười ngạo nghễ của Vera bỗng ngừng bặt. Mặt nàng trở nên dịu dàng và thân ái hơn bao giờ hết. Nàng nắm bàn tay Văn Bình, nói với giọng tha thiết. Vera xin lỗi anh. Lần này xin lỗi thật tình. Vera rất hân hạnh được một nhân vật giỏi giang như anh giúp đỡ. Thú thật với anh, Vera sống quen bầu không khí hưởng lạc, lại theo truyền thống của gia đình nên đã bố trí tiếp rước anh hơi suồng sã. Bây giờ Vera xin ngoan ngoãn trả lời. Anh cứ đặt câu hỏi đi. Nhờ giàu kinh nghiệm, Văn Bình đã phục hồi được vẻ bình tĩnh cố hữu. Chàng phá lên cười, tuy rằng nụ cười không giấu được vẻ gượng gạo. Đúng ra tôi mới là người có lỗi. Thôi, chúng mình xí xóa. Anh đã gặp đại tá Karate chưa? Chưa. Karate vừa gọi dây nói cho tôi. Dường như khi xưa anh và Karate là bạn. Phải, chúng tôi đã từng quen nhau trong công việc. Văn Bình ngồi xuống ghế. Chàng cảm thấy trong cử chỉ cũng như lời nói Vera có một điều gì đó hơi khó hiểu. Chàng liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần Vera nói thật, vì tôi tin rằng còn một vài điều Vera vẫn còn giấu tôi. Anh không tin cả tôi nữa ư? Tôi đâu dám, nhưng tôi không thể tin rằng san hô lên miền Bắc để tìm dấu vết của Paul. Nhưng đó là sự thật. Trước khi tới đây, tôi đã nghiên cứu tường tận. Nói ra thì có thể cô mất lòng, nhưng tôi vẫn phải nói rằng San không phải là một người chồng lý tưởng của cô. Có lẽ hắn lấy cô vì ham cái mỏ vàng khổng lồ. Anh nói nghe tàn nhẫn quá. Cô không yêu San, tất không thể nói hết sự thật. Vậy sự thật như thế nào? Cô cứ cho tôi biết đi. Vera thở dài. Vâng, đã thấy tôi cũng không giấu anh làm gì.
Tôi nhờ Sen lên Nambunga để tìm dấu vết của Po, vì tôi biết rằng anh tôi còn sống. Po hiện đang ở đâu? Không chắc, nhưng 6 tháng trước, khi tôi đang ở Tân Gia Ba, thì nhận được bức thư của Po. Đó là lá thư đầu tiên của anh tôi sau 20 năm biệt tích. Bức thư mang dấu bưu điện Ngưỡng Quang, yêu cầu tôi đến diễn điện lập tức. Và khi đến nơi, tôi phải bố trí cho Sen lên Nambunga. Po dặn tôi phải giữ kín, không được cho ai biết, kể cả Sen và đại tá Karate. Sen lên Nambunga rồi sao nữa? Po chỉ viết vỏn vẹn có thấy. Tôi chỉ có hai anh em. Tôi thương anh tôi hơn mọi vật trên đời, vì ngày xưa, Po đã hy sinh tất cả cho tôi nên người. Vì vậy, khi nhận được thư của Po, cô đã thu xếp hành trang đi Ngưỡng Quang ngay. Vâng. Tại sao đại tá Karate lại dính vào vụ này? Miền Bắc ở trong tình trạng bất an rất nghiêm trọng, nên sự đi lại bị hạn chế triệt để. Đối với người ngoại quốc, sự kiểm soát lại còn gắt gao hơn nữa. Sen phải đi gặp đại tá Karate để xin giấy thông hành đặc biệt. Văn Bình giả vờ tiến lại bàn rót rượu uống. Đang đi, chàng đột ngột quay lại, nhìn vào giữa mắt Vera. Ngoài việc tìm kiếm ăn ruột cô, Sen còn có công tác đặc biệt nào nữa không? Vera nghĩ ngợi một phút rồi đáp. Sen chưa hề nói điều đó với tôi, nhưng tôi nghĩ là có, vì trước kia Sen là nhân viên của MI6. Tại sao cô lại làm rùm beng sau khi Sen mất tích? Cô có biết rằng sự khuấy động tùm lum của cô đã ngăn cản hoạt động tìm kiếm của tình báo Tây Phương hay không? Vera nhún vai. Vì tôi có cảm tưởng là người ta đã lợi dụng tôi, hoặc nói đúng hơn, người ta đã lừa gạt tôi. Nhưng người ta là ai? Là những nhân vật hữu quyền. Trước khi Sen lên đường thì họ săn đón vồn vã, nhưng họ lại án binh bất động sau ngày Sen mất tích. Bắt đầu là đại tá Karate. Tôi đòi lên Nambung, thì hắn viện ra hàng chục lý do, nhất là lý do an ninh, lý do thiếu phương tiện giao thông, cố gắng giữ tôi lại. Vera yên tâm, tôi sẽ thuyết phục Karate để cô được đi. Anh đừng hy vọng hão huyền. Karate cho tôi biết là không tán thành cả việc anh lên Nambung. Chính Karate đã cho tôi nhập nội. Tôi chỉ thuật lại những điều Karate đã nói. Tuy nhiên tôi cũng cần minh định rằng Karate đồng ý hay không cũng không làm tôi thay đổi ý kiến. Tôi là người ngoại quốc, không phải công dân diễn điện. Sáng mai tôi sẽ đáp máy bay lên miền Bắc. AB đã bằng lòng cho tôi mượn phi cơ. Nhưng AB đã chết. Thì còn có anh, còn Sophia. Các phi công trong công ty du lịch của AB đều quen mặt tôi. Và lại, nếu họ ngần ngại, tôi sẽ có cách lôi kéo họ. Bằng tiền à? Vâng, sự sống ở đây rất chật vật, nên tôi không tin là họ chê tiền. Ngoài tiền ra, tôi còn có một đạo binh đàn bà xinh đẹp. Vera im bặt vì có tiếng gâu nho nhỏ từ cửa phòng phát ra. Nàng mỉm cười, quay lại gọi. Lợp. Lợp là một con chó thấp nhỏ, lông trắng như tuyết. Nó nhảy vọt tới, nằm gọn vào lòng nàng. Nàng ôm con chó nựng nịu. Khổ quá, bây giờ mà con vẫn chưa ngủ à? Rồi ngước đầu lên, nàng phân bua. Nó bị ho anh ạ, bác sĩ thú y phải tiêm trụ sinh mới bớt. Anh cho nó theo tôi lên Nambung nhé. Văn Bình cười. Dĩ nhiên, vì tôi cũng thương loài vật kinh khủng. Dù sao đàn ông chúng tôi thấy cô quyến luyến con lợp, không thể không chặt lòng. Anh nổi ghen rồi ư? Không, tôi chỉ phàn nàn cho số phận của Sen Ho. Mặt Vera xa sầm, nàng bắt sang chuyện khác bằng giọng hơi run, chứng tỏ một sự thay đổi sâu xa về tình cảm. Anh chưa chịu uống gì cả. Anh chê rượu ngâm thuốc thì để tôi lấy rượu Tây. Vodka, rum hay cognac hay whisky. Có lẽ anh ưa whisky hơn. Tôi có cả một hầm whisky đặc biệt. Không phải thứ của Gia Nã Đại hoặc Hoa Kỳ, mà là của Scott chánh hiệu. Vera quả là phụ nữ thượng lưu sần sỏi. Ngay cả đàn ông nổi tiếng ăn chơi cũng ít người phân biệt giữa các loại whisky khác nhau. Trên thế giới có 3 loại whisky: Scott của Tocatlan, Buốc Bông của Mỹ và whisky Gia Nã Đại. Whisky Gia Nã Đại là thứ tồi nhất, cũng như whisky Ái Nhĩ Lan, Nhật Bản và Úc. Họ cũng chế whisky, song đó chỉ là rượu đế tầm thường. Văn Bình thà chịu khát chứ không bao giờ thèm uống. Hoa Kỳ có đến 29 loại whisky. Đứng đầu là Buốc Bông, nhưng tuyệt nhất phải là Scotch. Gần 2.000 loại Scotch được bán trên thị trường, trong đó có 100 loại ngon như Black and White, Vat 96, Johnny Walker, những đặc tử thường được Văn Bình chiếu cố. Như đọc được ý nghĩ thầm kín của chàng, Vera nói: Dân sành điệu thường uống nguyên chất. Tôi biết anh không thích pha trộn với rượu khác, sợ mất đi tinh túy thần diệu của nó. Nhưng đêm nay, tôi phải mời anh dùng cocktail với tôi. Bảo đảm với anh là rất thú vị. Mặc dầu tôi dùng Buốc Bông thay cho Scotch. Nghe Vera đề nghị,
Văn Bình hiểu liền, trong danh sách các cocktail whisky, chỉ có một hay hai cocktail pha trộn với rượu ngọt, đó là cocktail triệu phú, Millionaire. Chàng gạt tàn thuốc vào dĩa, nói với giọng bâng khuâng. Vâng, tôi rất hân hạnh được thưởng thức cocktail triệu phú do Vera pha. Vera thở dài nhẹ nhẹ. Thiên hạ vẫn bảo giàu có là sung sướng, triệu phú còn sướng hơn nữa. Em còn hơn cả triệu phú một bậc, rốt cuộc em vẫn khổ. Đêm nay em mời anh ly rượu Millionaire để đánh dấu cuộc gặp gỡ lạ lùng của chúng ta. Văn Bình nín lặng. Vera vừa xưng em với chàng. Nếu nàng còn đứng lại một vài giây nữa, thì nàng sẽ ngã vào lòng chàng. Chàng bèn đánh trống lảng. Chà, nghe nói đến cocktail triệu phú, tôi cảm thấy cuống họng khô đét. Vera bật cười vui vẻ. Phiền anh chờ em một lát, tự tay em sẽ pha cho anh, như vậy mới ngon. Nàng đặt tay lên nắm cửa. Nhưng nàng chưa kịp mở, thì cánh cửa đã từ phía ngoài mở thật mạnh vào trong phòng. Một họng súng đen ngòm nhô ra, rồi tiếng súng rùng rợn nổi lên. Kèm theo là tiếng thét, chết tôi rồi, và tiếng xác người ngã xuống. Tùy Sen Hồ nhắm nghiền mắt, sự thật trong rừng khuya rùng rợn vẫn hiện ra rõ rệt. Một lần chớp sáng quắc nữa lại xẹt qua, như lưỡi dao điện khổng lồ tiện cụt những cây tre thẳng tắp. Bóng trắng quen thuộc đung đưa trước mặt. 20 năm trôi qua, Sen không còn là viên sĩ quan tham mưu trẻ tuổi của đoàn quân Chindes chiến đấu tại miền Bắc Yến Điện nữa. Song thời gian không làm phai mờ được trí nhớ của hắn. Bóng trắng từ từ tiến lại cụi tre. Mưa đã tặn hẳn, bọn khỉ nghịch ngợm nép mình trên cành cao, không dám hó hé. Dường như bóng trắng là thần rừng, có thể vật cổ chúng chết tươi. Tiếng mãnh thú, tiếng côn trùng lai nhái, tạo thành âm thanh nhàm tai của mọi khu rừng rậm trên thế giới cũng đột nhiên nín lặng. Sợ hãi, Sen bám lấy vắt củi, không biết là lần thứ mấy. Hắn cất tiếng rền rì. Chết tôi mất. Bóng trắng vẫn từ từ tiến lại gần củi tre. Cách Sen ba thước, bóng trắng dừng lại, chăm chú nhìn Sen như đứa trẻ nhìn con hổ trong chuồng, rồi vụt phá lên cười. Trời ơi, vẫn là tiếng cười ngạo nghễ, vẫn là tiếng cười the thé, như tiếng cười của Vera mỗi khi nàng lên cơn khoái trá. Lắm lúc nàng cười như người điên. Đêm ấy, Sen đang ngồi uống rượu một mình trong phòng ngủ thì Vera bước vào. Tuy là vợ chồng mới cưới, hai người vẫn ngủ riêng. Phòng Vera bao giờ cũng gắn hai ổ khóa và Sen chỉ được giữ một chìa. Năm thì mười họa, nàng mới sang phòng hắn. Thấy nàng, Sen mừng rú. Em vẫn chưa ngủ ư? Nàng lắc đầu. Chưa. Chắc em muốn hỏi ý kiến anh về chuyện của Paul. Đúng vậy. Theo anh thì Paul đã chết, chết thật rồi. Không ai có thể sống sót trong rừng Nam Bunga. 20 năm đã qua. Paul chắc đã trở thành đất. Em không nhờ anh tìm thầy phù thủy để hóa phép cho anh ruột em chết đi sống lại. Em chỉ nhờ anh tìm lại nắm xương tàn của Paul. Em nghĩ lại đi, đường xá nhiều khê nguy hiểm lại nhiều. Vậy thôi, để em kiếm người khác. Đừng giận anh nữa, thôi được, anh sẽ chiều ý em. Chiều theo ý em. Câu nói này đã được Xe Hồ lặp lại hàng ngàn lần trong thời gian chung sống với người vợ tỷ phú. Một công hai việc, hắn bèn liên lạc với MI6 và gặp Roy tại Sứ quán Anh Quốc trước khi gặp đại tá phản gián Karate. Để rồi, hắn đã bị nhốt trong củi tre, nhịn đói, nhịn khát và chờ chết.